chuyển động thể thao cùng cầu thủ nhí trên kênh Skill for Kids ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Minh Hồng, một cầu thủ nhí của đội tuyển Rồng Tiến Sa. Chào các bạn, mới thật rất vui khi có mặt trong chương trình vào ngày hôm nay. Minh Hồng ơi, em có thể cho chị và các bạn ở đây biết đá bóng có những lợi ích nào không? Dạ, đá bóng giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh và chạy nhanh hơn và có thêm những người bạn mới. Em thích những đội tuyển nào nhất nhỉ? Dạ, em thích Việt Nam và Đức ạ. Vậy em thích những cầu thủ nào vậy Minh Hồng? Dạ, em thích nhất là cầu thủ Ronaldo ạ, vì anh ấy có đường chuyền bóng thật hay. Thật tuyệt, và chị chúc cho Minh Hồng sẽ trở thành một cầu thủ trong tương lai nhé. Còn bây giờ chương trình đến đây cũng là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.